chắn cả mọi người. Mọi người thấy không, ôi dồi, người hớt vờ quá là đông luôn. Ở đây quá là nhiều vờ luôn. Ây vờ. Ôi dồi, sao là vờ nhiều thế nhỉ. Người dân làng ra vớt quá đông luôn. Mình đang có mặt tại Bá Giang ấy mọi người nhá. Ôi dồi, vờ biết các kiểu ra gì ạ. Là nhiều thế nhỉ. Ôi dồi, vờ kín sông luôn mọi người ạ. Người dân làng ra vớt quá là nhiều luôn. Kín sông luôn. Rất là vui như hội. Tàu nó không có lối chạy vì người vớt vờ đông quá. Vờ chắc về hớt về bán hay sao. Bờ tôi kín sông rồi. À đâu chị ơi. À sao chị ăn này bao giờ. À cái này người ta bảo nấu riêng mẻ, ăn ngon lắm. Bé lớn mà ăn này bao giờ đâu. Nhiều lắm, chơi kín sông. Có vợt không? Có vợt không? Có anh Hoàng mà hớt ý về. Ý là mẹ ăn. Chào tất cả mọi người nhá, lắm vợ quá. Ai đang hớt vợ nhá mọi người nhá. Chiều mệt và ăn luôn. Nó là xà món gì ra ngon được. Thấy không? Nhiều chưa được có. Ôi sao mà lắm thế không biết. Có ai xoạ. Có mà ăn xoạ. Sau 15 phút cào em đã được một giá vờ khổng lồ. Ôi cái này không biết xào gì ngon nhỉ. Cái này người ta bảo ăn ngon lắm. Thế là xào lên cho riêng mẻ vào. Thấy các mọi người xúc đây bảo thế. Em bé lớn chưa ăn cái món này bao giờ nhỉ. Ngon chưa. Nhiều vờ chưa. Ai nhậu đi. Nhậu cho 100.000 nào. Xong. Quá ngon luôn mọi người ạ. Nhìn ngon lắm. Nấu lên ăn nó có ra gì không. Ai nhậu đi. Ôi sợ. Nhiều vờ thế không biết. Nãy mà nhậu thì còn gì bằng. Này hơn lúc phải vài chục cân. Hơi có tí đấy mà ghê. Chắc các bạn mọi người nhá, để em xin mẹ về chế biến thử xem. Ngon không?